Kính thưa các quý vị, hôm nay tôi xin được trình bày với chúng ta cùng nghe một cái chủ đề về cái ung thư tiền liệt tuyến, và hôm nay là thu gọn trong cái tiêu đề đó là tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn. Xin được trình bày các bạn cái bài về điều trị bước 1 ung thư tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn, tiếng Anh tắt là mCRPC. Về dịch tễ học, như bác sĩ Kiên vừa nói, ung thư tiền liệt tuyến là một trong những bệnh ung thư phổ biến của nam giới cũng như là trên cả hai giới. Tại thời điểm mới chẩn đoán thì ung thư tiền liệt tuyến có hai tình huống xảy ra, có thể là tại chỗ, tại vùng, hoặc là có thể là di căn xa, và tất cả mọi con đường theo diễn biến thời gian sẽ dẫn đến một giai đoạn chung đó là, và từ đó bệnh nhân mới dẫn đến tử vong. Như vậy, giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn là một giai đoạn rất là quan trọng và gần với tử vong nhất. Vậy con đường nào dẫn đến giai đoạn này? Có nhiều con đường nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, đó là bệnh nhân đã được cắt tinh hoàn và kháng với liệu pháp cắt tinh hoàn này. Có thể từ giai đoạn di căn mới chẩn đoán, hoặc giai đoạn di căn tiến triển từ giai đoạn tại chỗ tại vùng, hoặc là giai đoạn từ tại chỗ tại vùng còn nhạy nội tiết, hoặc là giai đoạn tại chỗ tại vùng và kháng cắt tinh hoàn. Như vậy, giai đoạn di căn kháng cắt tinh hoàn là một giai đoạn quan trọng. Vậy cái khái niệm và nhận định của nó như thế nào? Trước hết là bệnh nhân phải có bằng chứng về di căn. Thứ hai, bệnh nhân phải có bằng chứng về kháng các tinh hoàn. Đó là nồng độ testosterone phải dưới 50 nanogram trên decilit hay là dưới 1,7 nanomol trên lít, kèm theo với có tiến triển về mặt sinh hóa hoặc hình ảnh khi bệnh nhân đang dùng ADT. Tiến triển về mặt sinh hóa là thế nào? Đó là xét nghiệm PSA tăng 3 lần liên tục, cách nhau mỗi một tuần, trong đó ít nhất 2 lần PSA tăng trên 50% giá trị cực tiểu và có giá trị tuyệt đối là lớn hơn 2 nanogram trên mililit. Còn tiến triển về mặt hình ảnh học là gì? Có thể là sự xuất hiện tổn thương xương từ hai vị trí trở lên, hoặc tiến triển trên mô mềm theo tiêu chuẩn RECIST. Và đây là định nghĩa kháng các tinh hoàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế 2020, cũng tương tự như những gì vừa đã nêu. Khi phân tích về tiến triển và tử vong hàng năm, người ta phân tích trên những cái nhóm khác nhau, nhóm mới chẩn đoán nói chung, hoặc nhóm mới chẩn đoán có di căn, hoặc nhóm có tiến triển sinh hóa sau liệu pháp tại chỗ, hoặc giai đoạn kháng tinh hoàn tại chỗ tại vùng, hoặc là giai đoạn kháng tinh hoàn đã di căn, thì thấy rằng họ sắp xếp mà cái tỷ lệ tiến triển cũng như tỷ lệ tử vong theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì cao nhất là ở cái nhóm kháng các tinh hoàn di căn với tỷ lệ tiến triển hàng năm là 74% và tỷ lệ tử vong hàng năm lên đến 56%. Như vậy, cái giai đoạn kháng tinh hoàn di căn là một giai đoạn rất là quan trọng, với tử vong thì là gần nhất. Thời gian sống thêm là ngắn nhất so với các giai đoạn khác. Vậy thì điều trị giai đoạn này như thế nào? Với mục tiêu là tăng thời gian sống còn, ngoài ra còn phải ngừa những cái biến chứng, cải thiện, duy trì chất lượng sống và điều trị giảm nhẹ. Thì theo thời gian có nhiều thuốc đã ra đời chứng minh hiệu quả cho ung thư tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn. Mà khởi đầu là năm 1996 với sự ra đời của hóa chất mitoxantrone. Sau đó là những hóa chất khác như docetaxel, capacitaxel hoặc ciprofloxacin. Và đến sau như năm 2010 thì là thập kỷ của những thuốc nội tiết mới như là abiraterone hoặc là enzalutamide thì đều chứng minh có hiệu quả cho cả những cái nhóm mà trước điều trị docetaxel hoặc là sau khi thất bại với docetaxel. Ngoài ra thì còn có một dược chất phóng xạ khác, đó là radium 223. Và gần đây nhất là những năm 2020, với sự ra đời của thuốc ức chế PAP mà điển hình là olaparib đã chứng minh hiệu quả trên cái nhóm kháng các tinh hoàn di căn này. Về tổng hợp những cái thuốc có chỉ định trong điều trị ung thư tiền liệt tuyến kháng các tinh hoàn di căn thì ta thấy rằng là cái nguyên tắc là luôn luôn phải có duy trì điều trị ADT và đồng thời kết hợp với một trong những cái thuốc sau, có thể là hóa trị docetaxel hoặc là capacitaxel hoặc mitoxantrone, hoặc là kết hợp với thuốc nội tiết mới như là abiraterone hoặc là enzalutamide, hoặc là thuốc ức chế PAP như là olaparib, rucaparib, và có thể những thuốc điều trị khác như là ciprofloxacin hoặc là dược chất phóng xạ
radium 223 và có thể là có cái thuốc cũng có cái hứa hẹn đó là pembrolizumab. Tuy nhiên tại Việt Nam thì có rất nhiều thuốc hiện tại là chưa có cũng như chưa được phê duyệt, nên hiện tại là chỉ có 3 thuốc chủ đạo được dùng trong cái giai đoạn này ở Việt Nam, đó là docetaxel, abiraterone và enzalutamide. Về các thuốc hóa trị docetaxel thì tác dụng phụ cũng như là tác dụng cơ chế tác dụng cũng như là hiệu quả và tác dụng phụ của nó đã rất là rõ. Thế còn các thuốc nội tiết thế hệ mới thì như thế nào? Về cơ chế, ta thấy rằng bình thường các tế bào ung thư từ liệt tuyến phát triển tăng sinh dưới tác động của nội tiết là dựa trên cơ chế testosterone gắn với thụ thể của nó, và phức hợp này di chuyển vào trong nhân tế bào gắn kết với ADN và kích hoạt quá trình sao dịch mã, dẫn đến hệ quả là các tế bào tăng sống còn, tăng phát triển và tăng PSA. Vậy những cái thuốc nội tiết mới sẽ nhắm vào một trong những khâu trên, trong đó abiraterone sẽ làm giảm ức chế sinh sản testosterone thông qua quá trình ức chế enzyme CYP17. Còn các cái thuốc thế hệ khác ở thế hệ 2 như là enzalutamide, apalutamide, doranutamide thì sẽ tác động vào 3 khâu, đó là ức chế quá trình gắn kết testosterone với thụ thể của nó, cũng như ngăn cản cái quá trình vận chuyển phức hợp này vào trong nhân tế bào và ức chế quá trình gắn kết phức hợp này với ADN, làm ngăn cản quá trình sao dịch mã dẫn đến tế bào ung thư chết và không phát triển được. Nói chi tiết hơn về cái cơ chế tác động của abiraterone thì abiraterone là ức chế sản xuất androgen trên cả ba nguồn, không những tinh hoàn, tuyến thượng thận và cả khối u tiền liệt tuyến nữa. Do vậy làm giảm cái kích hoạt trên cái thụ thể nội tiết và dẫn đến giảm làm tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng có một cái tác dụng phụ xảy ra, đó là gì? Nó có một cái cơ chế feedback ngược lên trục dưới đồi tuyến yên, dẫn đến tăng cái nồng độ corticoid muối nước, và dẫn đến cái hậu quả là bệnh nhân có tăng huyết áp, hạ kali máu và giữ nước. Do vậy khi mà mình dùng abiraterone thì nên kết hợp thêm prednisolone để làm giảm cái tỷ lệ cũng như cái độ nặng của tác dụng ngoại ý đó. Dưới đây là tổng hợp những cái thử nghiệm chứng minh cái lợi ích sống còn trong giai đoạn mCRPC. Như chúng ta đã thấy là cái giai đoạn kháng tinh hoàn di căn là một cái giai đoạn có thời gian sống thêm ngắn nhất so với các giai đoạn khác. Do vậy chỉ cần chứng minh cái lợi ích tăng thời gian sống thêm dù là ngắn cũng sẽ là rất là quý giá đối với giai đoạn này. Thì thấy rằng những cái nghiên cứu ở trên đều làm tăng cái thời gian sống còn từ 2 đến 5 tháng so với cái đối chiếu, so với cái đối chứng. Và có một cái đặc điểm là tất cả các nghiên cứu này thì đều so sánh các cái thuốc đã nói ở trên với cả giả dược hoặc với prednisolone. Chỉ có hai cái nghiên cứu đối đầu, đó là nghiên cứu đối đầu giữa docetaxel và mitoxantrone và nghiên cứu đối đầu giữa capacitaxel và mitoxantrone thì đều chứng minh hiệu quả của docetaxel tốt hơn so với mitoxantrone và hiệu quả của capacitaxel là tốt hơn so với mitoxantrone. Thế còn tất cả những nghiên cứu kia là chỉ so sánh với giả dược của prednisolone. Do vậy không có một cái hướng dẫn chung nào để hướng dẫn chúng ta nên dùng một cái thuốc nào ở bước 1 là chắc chắn, mà phải tùy vào từng cái đối tượng nghiên cứu của các thuốc và cũng như cái hiệu quả của thuốc đó trên từng nhóm bệnh nhân nào. Thì người ta sẽ phân ra thành hai cái nhóm, một nhóm là trước hóa trị docetaxel và một nhóm là sau hóa trị docetaxel. Thì trước hóa trị docetaxel sẽ có 3 thuốc có hiệu quả, đó chính là abiraterone, enzalutamide và ciprofloxacin. Và cả 3 thuốc này nó chỉ được hiệu quả trên cái nhóm bệnh nhân mà không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ. Và đặc biệt là abiraterone và ciprofloxacin thì phải cần có cái yêu cầu là bệnh nhân không có di căn tạng. Như vậy rõ ràng là khi bệnh nhân chưa hóa trị mà có di căn tạng rồi hoặc mà triệu chứng ồ ạt thì những cái thuốc này sẽ không phù hợp, mà chúng ta sẽ phải dùng đến docetaxel. Ở cái nhóm thứ hai, đó là bệnh nhân sau khi đã thất bại với docetaxel thì những thuốc nào sẽ có hiệu quả đây? Như các nghiên cứu ở trên đã cho thấy rõ, chúng ta có thể có những cái thuốc sau, đó là abiraterone, enzalutamide hoặc là capacitaxel hoặc là dược chất phóng xạ radium 223. Thì thấy rằng tất cả đều có chỉ định sau cái nhóm thất bại với docetaxel. Duy có cái dược chất phóng xạ radium 223 thì nó được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân phải có triệu chứng đau do di căn xương.
và thậm chí cái radium 223 còn được chỉ định trong trường hợp mà bệnh nhân không phù hợp với docetaxel, tức là chưa dùng docetaxel nhưng không phù hợp với docetaxel, nó cũng được chỉ định nếu bệnh nhân có đau xương. Như vậy là từ các nghiên cứu trên mình đưa ra một cái lựa chọn cho cái điều trị bước 1 như thế nào. Rõ ràng là không có một cái lựa chọn chung cho tất cả mọi bệnh nhân, mà nó phải tùy thuộc vào cái đặc điểm của bệnh nhân mà ta có thể lựa chọn một trong ba thuốc hiện có ở Việt Nam, đó là docetaxel, abiraterone hoặc là enzalutamide. Trong đấy, như phân tích ở trên, nếu bệnh nhân có triệu chứng ồ ạt hoặc bệnh nhân có di căn tạng thì docetaxel là một cái ứng cử viên hàng đầu. Còn bệnh nhân mà không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, không có di căn tạng thì chúng ta có thể lựa chọn abiraterone và enzalutamide đều cũng có hiệu quả cho những trường hợp đó. Tuy nhiên, mình lựa chọn abiraterone trước hay là enzalutamide trước thì hiện tại vẫn chưa có một cái hướng dẫn rất là rõ ràng. Tuy nhiên, có một số những cái nghiên cứu hồi cứu để so sánh cái trình tự là mình sẽ dùng abiraterone trước hay là dùng enzalutamide trước, thì thấy có một số nghiên cứu đã thấy rằng khi mình dùng abiraterone trước thì có thời gian sống thêm bệnh không tiến triển PFS là cao hơn so với mình dùng enzalutamide trước, cao hơn khoảng 6 tháng. Ví dụ như nghiên cứu Mauga năm 2017 thì thời gian PFS là 19,5 tháng so với dùng enza trước chỉ có 13 tháng. Hoặc nghiên cứu Maye 2016 thì là 18 tháng so với cả 12 tháng. Hoặc cái nghiên cứu của Terada 2017 thì là 455 ngày so với 296 ngày. Như vậy rõ ràng là dùng abiraterone trước thì có xu hướng cải thiện PFS khoảng 6 tháng so với cả dùng enza trước. Tuy nhiên về sống thêm toàn bộ thì sao? Người ta thấy rằng sự chênh lệch nhau là không có nhiều và không có ý nghĩa thống kê. Về thực tế điều trị thế nào, ở trên một cái nghiên cứu 2.559 bệnh nhân ở giai đoạn kháng các tinh hoàn di căn tại Mỹ từ năm 2013 đến 2017, người ta thấy rằng là có rất nhiều những cái lựa chọn đã được diễn ra, có thể dùng các cái thuốc mình đã nói ở trên, nhưng mà tổng hợp lại thấy rằng abiraterone được dùng nhiều nhất với tỷ lệ là 37%, sau đó là đến enzalutamide với tỷ lệ là 28%. Còn lại docetaxel là 15% và ít nhất là dược chất phóng xạ radium 223 chỉ có 5%. Như vậy, ở cái biểu đồ này là một cái hướng dẫn trong cái điều trị ung thư tiền liệt tuyến. Trong này chúng ta tập trung vào cái nhóm di căn kháng các tinh hoàn thì chúng ta sẽ phân ra các cái giai đoạn như là không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng nhẹ, hoặc là có triệu chứng rõ ràng, hoặc là sau thất bại với docetaxel. Thì người ta thấy rằng abiraterone và enzalutamide là một cái thuốc được chỉ định trong cái trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng, hoặc là triệu chứng nhẹ, hoặc là sau thất bại với docetaxel. Thế còn docetaxel thì nó sẽ được chỉ định trong cái trường hợp bệnh nhân từ chỗ chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc có triệu chứng ồ ạt. Ngoài ra thì có cabazitaxel thì được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân thất bại với docetaxel. Còn dược chất phóng xạ radium 223 thì được chỉ định trong tất cả những cái tình huống từ mức độ triệu chứng nhẹ đến nặng đến sau thất bại với docetaxel, miễn là có triệu chứng đau do di căn xương. Ngoài ra thì có một cái thuốc ức chế PAP như là orapanip và rucapanip thì sẽ được chỉ định trong cái trường hợp mà sau khi thất bại với cả các thuốc nội tiết thế hệ mới như là abiraterone và enzalutamide. Và một cái thuốc cũng có nhiều cái hứa hẹn trong cái hiệu quả của cái giai đoạn này, đó là pembrolizumab, tuy nhiên vẫn chưa chứng minh thực sự và cũng chưa được phê duyệt. Từ những cái nghiên cứu trên, người ta đã đưa ra rất nhiều những cái guideline hướng dẫn, từ những guideline hướng dẫn của NCCN hay là hướng dẫn của ESMO hay hướng dẫn của Hiệp hội Điều học Mỹ hay là Hiệp hội Điều học Châu Âu thì hay là của Việt Nam thì thấy rằng đều có những cái quan điểm chung, thống nhất. Và trong thời gian tôi sẽ phân tích theo cái guideline của NCCN, người ta sẽ dựa vào hai cái tiêu chí là bệnh nhân sử dụng docetaxel hay chưa và bệnh nhân sử dụng thuốc nội tiết mới hay chưa. Thì người ta sẽ chấm 2-4 nhóm khác nhau. Trong đó, cái nhóm mà chưa dùng gì cả, tức là chưa dùng nội tiết cũng như là chưa dùng docetaxel thì có thể lựa chọn một trong ba thuốc là docetaxel hoặc là abiraterone hoặc là enzalutamide tùy vào tình huống lâm sàng, và nó được khuyến cáo ở cái mức độ 1 là mức độ rất là chắc chắn. Còn trong cái trường hợp bệnh nhân đã sử dụng
thuốc nội tiết bậc thế mới rồi nhưng mà chưa dùng docetaxel, thì tất nhiên cái lựa chọn tiếp theo của mình sẽ là những thuốc nội tiết thế hệ mới như là apalutamide hoặc enzalutamide. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân đã dùng docetaxel rồi nhưng mà chưa có dùng apalutamide, thế thì trong cái trường hợp mà chưa dùng docetaxel nhưng mà dùng nội tiết rồi ý, thì là bệnh nhân sẽ được lựa chọn đầu tay, đó là chính là docetaxel. Còn ngoài ra rất nhiều những cái lựa chọn khác như là radium 223 hay là orabanib, tuy nhiên là ở Việt Nam nó không có nên chúng tôi cũng sẽ không trình bày ở đây. Còn trong trường hợp bệnh nhân thất bại với cả hai cái liệu pháp là docetaxel và các thuốc nội tiết thế hệ mới thì lựa chọn cái thuốc gì đây? Chúng ta lựa chọn đầu tay đó chính là capacitaxel. Tuy nhiên thuốc này cũng chưa có ở Việt Nam. Ngoài ra có thể lựa chọn nhiều lựa chọn khác như là các cái lựa chọn như thuốc ức chế PAP như orapanip, hoặc là thậm chí dùng lại những cái thuốc nội tiết thế hệ mới mà mình chưa dùng như là enzalutamide hoặc là apalutamide. Theo cái khuyến cáo hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam cũng tự như vậy, với cái giai đoạn kháng cáp tinh hoàn di căn thì sẽ chia làm hai nhóm là nhóm có di căn tạng hay không di căn tạng. Trong cả hai trường hợp đấy, nếu bệnh nhân có cái triệu chứng đau xương hay có di căn xương thì bệnh nhân sẽ được phối hợp thêm thuốc zonedronic acid hoặc là có thể kết hợp với cả xạ trị ngoài giảm đau xương. Còn trong trường hợp có di căn tạng hay không di căn tạng thì cái khuyến cáo nó cũng có nhiều điểm tương đồng. Nhưng mà điển hình là nếu mà trường hợp chưa có di căn tạng thì sẽ ưu tiên dùng cái thuốc nội tiết hệ mới như là apalutamide hoặc enzalutamide. Còn trong trường hợp mà có di căn tạng thì cái ưu tiên nó sẽ là dùng docetaxel. Như vậy cái kết luận của bài này là gì? Điều trị cái giai đoạn ung thư tiền liệt tuyến kháng cáp tinh hoàn có nhiều cơ hội, đó là có nhiều tác nhân hiệu quả với cái cơ chế tác động khác nhau, giúp cải thiện kết quả điều trị cả về đáp ứng, sống còn và chất lượng sống. Tuy nhiên thách thức của nó là gì? Là làm thế nào để tối ưu hóa điều trị và trình tự nào là tốt nhất? Do vậy trên thực tế lâm sàng khi điều trị các bác sĩ cần phải cân nhắc, thứ nhất bệnh nhân được trị liệu trước đó là gì? Thể trạng bệnh nhân ra sao? Triệu chứng của bệnh nhân, mức độ và gánh nặng bệnh tật của bệnh nhân như thế nào? Và các bệnh kèm theo cũng như là những cái dấu ấn sinh học và cái tính an toàn của thuốc. Và đặc biệt là nó còn phải dựa vào cái sự sẵn có của thuốc ở cơ sở y tế đó, cũng như cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân và cái lựa chọn của bệnh nhân là như thế nào. Như vậy cái giai đoạn kháng cáp tinh hoàn di căn thì bệnh nhân thời gian sống là không còn nhiều và cần có một quyết định, cần quyết định một cái chiến lược điều trị tối ưu nhất cho bệnh nhân. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe.